Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Hôm nay nhà em có một vài má ben hơi, van hơi chế đồ nhá. Em quay video giới thiệu cho tất cả các anh các chú. Ai có nhu cầu mua hàng thì alo hoặc nhắn tin trực tiếp đến số điện thoại đây cho em nhá. Đây ạ, hai số điện thoại 0975275636 là số điện thoại đặt hàng. Còn số bên dưới là của nhân viên kỹ thuật. Mọi người hỏi về các loại máy lớn này và cách lắp tủ điện các thứ thì alo cho em số bên dưới nhá. 0827311983. Địa chỉ của em là ở Hà Vĩ, Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội. Có ship COD toàn quốc. Mọi người mua hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Còn mọi người lưu ý hộ em này. Giá trên mỗi sản phẩm là chưa bao gồm phí vận chuyển. Mọi người mua hàng trên mạng thì tùy cân nặng của mỗi đơn hàng. Và độ xa gần nữa thì trên hệ thống máy tính của bưu điện họ sẽ tự tính tiền ship cho mình nhé. Đây, đầu tiên vào video thì em sẽ... À đây, hôm nay em có sót được một bộ bánh xe. Có một bộ bánh xe thôi này, em quay luôn nhá. Đây là một bánh xe này. Giờ em sẽ đo cái kích thước của nó nhá. Còn bộ bánh xe này giá là 250 nhá. Đây, chiều cao là em đo từ trên này nhá. Chiều cao là em đo từ phần này đến cái phần này này. Đến cái phần bánh đi, đến cái phần bánh mới chuẩn. Là 8,5 cm nhá. Còn mọi người có thể chỉnh ở đây này, chỉnh ở đây là chỉnh lên xuống, lên xuống cái này là chỉnh ở đây nhá. Đây ạ, một bộ như này đã. Có một bộ thôi, không có nhiều. Hàng bánh này nó là bánh của Hàn Quốc nhá. Hàng bánh Hàn Quốc của chuyến vừa rồi em có quay lên ấy, nhưng mà nó còn sót kho một bộ nên là em quay lại này, giới thiệu luôn nhá. Đó. Chiều cao rồi này, đây là chiều rộng từ bánh xe ra đây nó là tầm 10 cm. Bánh siêu chịu tải đấy ạ. Đây này, mọi người chỉnh cái này để cho nó dừng đỗ lại nhá, không bị xây, không bị trượt bánh đi này. Có một bộ thôi ạ, 250. 250 bộ bánh xe nhá. Rồi tiếp theo là sang van hơi này, ben hơi này. Đây. Mã số 1 nhá. Mã số 4 này. Em sẽ đo kích thước, tổng kích thước ấy và hành trình nhá. Đây là mã số 1 này, mã số 1 để nguyên như này này, lấy bao kích thước là nó là được 32 cm. Được 32 cm nhá. Hành trình của nó này, hành trình là em rút cái tí hơi bên trong ra nhá. Hành trình là được 14 cm. Hành trình của cái mã số 1 này là được 14 cm nhá. Kẹp cái tí hơi này của nó là được 20 mm này, 20 mm nhá. Cái phi ngoài của nó này. Phi ngoài của nó là 55. Phi ngoài là 55 nhá. Đây là mã số 1. Mã số 1 100.000. Có 1 cái thôi. Mã số 2. Đây mã số 2 là có 2 cái. 1 cặp như này nhá. Đây là 1 cặp mã số 2 này. Hôm nay nó chỉ có 3 mã số thôi. Đây nha, em đo cái chiều dài. Chiều dài của cái phần này. Đo... Mọi người để ý kích thước cho em nhé. Đây ạ, nó là 20,5 cm. Còn đo cả cái phần bên dưới này của nó nữa nhé. Đo cả cái phần dưới phần này của nó là 25 cm. Hành trình của cái mã này là 9 cm. Hành trình 9 cm nhé. Cái ti hơi này của nó là được 20 này. 20 nhé. Còn cái phi bên ngoài này của nó là được 68, phi 68, hành trình 9 cm nhá. Đây là mã số 2, mã số 2 giá là 250.000 một cái. Mọi người mua một cặp hai cái như này là 450.000. Đây là mã số 2. Chỉ có hai cái thôi, có một đôi thôi, không có nhiều. Đây ạ, đây là mã số 2 nhá. Rồi tiếp theo mã số 3 này. Mã số 3 này thì em còn khá là nhiều. Đây. Mã số 3 này, tổng tất cả cái chiều dài của nó là 44 cm. Hành trình này, đo hành trình nhá. Hành trình của nó là 25 cm. Hành trình 25 cm. Phi của nó là 45 nhá. Phi 45. Cái ti bên trong này, cái ống ti bên trong nó là phi 16 này.
Đây là mã số 3 nhá. Mã số 3 thì em còn khá là nhiều, giá là 100.000 một cái, ship đơn hàng từ một cái cũng ship hàng. Và mọi người để ý không em, là giá em báo trên đây là chưa bao gồm phí vận chuyển. Hôm nay thì bên hơi nó chỉ có 3 mã hàng thôi, 1 2 3. Số 1 100 này, số 2 là 250.000 một cái. Mua 2 cái. Mua 2 cái là 450.000, số 3 là 100.000 một cái nhá. Bánh xe là 250.000, có một bộ thôi ạ, không có nhiều. Đây là số điện thoại đặt hàng của em. Bên em còn có rất nhiều các loại máy đục vuông, đục xích, máy cầm tay này, các loại automat và rất nhiều các mẫu tủ điện nhá. Mọi người có thể kết bạn Zalo. Kết bạn Zalo, số bên trên, số bên dưới đều có Zalo luôn nhá. Cần xem loại nào thì alo inbox cho em ạ. Rồi em xin kết thúc video tại đây nhá. Hẹn tất cả các anh các chú ở những video tiếp theo. Mọi người nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông báo để luôn theo dõi được những video mới nhất bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo ạ.